Truyền thông phòng khám cha thường yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay Chủ nhật, ngày 29 tháng 9 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám cha thường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, trong thời gian qua, phòng khám cha thường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí đã không ngừng phát triển, không chỉ trong việc cung cấp dịch vụ y tế miễn phí mà còn trong việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng thông qua việc phát triển giường thuốc nam nhằm đáp ứng lòng mong mỏi của cố linh mục nhà nghiên cứu cha Piero Nguyễn Văn Tường. Phòng khám cha thường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí đã quyết định mở rộng diện tích giường thuốc với những cây dược liệu quý như cây xạ đen, cây chùm ngây, cây sơn khỉ và một số loại cây khác. Cây xạ đen với nhiều nghiên cứu chỉ ra tác dụng hỗ trợ điều trị ung thư đã trở thành một trong những cây dược liệu nổi bật trong giường thuốc của phòng khám. Cây chùm ngây được biết đến với khả năng cung cấp dinh dưỡng dồi dào cũng sẽ được trồng nhiều hơn để phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng. Cây sương khỉ với những lợi ích trong việc hỗ trợ điều trị bệnh cũng sẽ là một trong những cây chủ lực của giường thuốc. Việc mở rộng giường thuốc không chỉ cung cấp các loại dược liệu tự nhiên cho phòng khám mà còn tạo ra môi trường xanh, trong lành, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Phòng khám cha thường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí cam kết phát triển giường thuốc theo hướng bền vững, đảm bảo sử dụng các phương pháp canh tác hữu cơ, không sử dụng hóa chất độc hại. Điều này không chỉ đảm bảo chất lượng dược liệu mà còn đảm bảo về vệ sinh môi trường sống xung quanh. Phòng khám cha thường yêu thương cho không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí không chỉ là nơi khám chữa bệnh mà còn là cầu nối giữa y học hiện đại và y học cổ truyền. Chúng tôi hy vọng rằng với sự mở rộng của giường thuốc này, cộng đồng sẽ có thêm nhiều cơ hội tiếp cận các loại dược liệu tự nhiên, từ đó nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Việc phát triển giường thuốc với các cây dược liệu như xạ đen, chùm ngây, sương khỉ và nhiều loại cây khác chính là một bước đi quan trọng để thực hiện tâm nguyện của cố linh mục nhà nghiên cứu cha Piero Nguyễn Văn Tường. Chúng tôi tin rằng với sự nỗ lực và tâm huyết, giường thuốc của phòng khám cha thường yêu thương cho không và các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ, phục vụ tốt nhất cho sức khỏe của cộng đồng. Xin trân trọng. Xin chào tất cả quý vị. Thì tụi con cũng đang ở trên giường thuốc và cũng đang tiến hành trồng. Bữa nay là đặt cây giống xạ đen, bởi vì bữa nay là cái đất này đã khô rồi, máy cuốc vô ban bằng phẳng. Rồi bữa nay là tại do trời nắng nè, không có mưa giống như mấy bữa trước nữa, đất khô. Và tại vì ngay cái chỗ này nè là cái lằn bánh xích của chiếc xe cuốc đi ngang á, nên nó hơi dẻ hơn so với đất thịt ở trong phía trong, nên cuốc nó hơi khó thôi. Nhưng mà đất này rất là tốt, bởi vì không có phèn. Đặt cây giống xuống là trồng là rất là dễ phát. Và số lượng cây mà mất sức, yếu sức chứ chết đó, là nó rất là ít. Đó có thầy Quý, có anh Keo, có anh Nhân và có vợ anh Nhân tới phụ giúp cho tụi con để trồng cái khu vực này. Đầu tiên thì tụi con tiến hành trồng xạ đen, bấu lỗ trồng những cái hàng xạ đen trước, mình căng dây, mình trồng cho ngay. Rồi sau đó là tụi con sẽ những cái chỗ mà đất trống á, chỗ trống á, tụi con sẽ lên liếp và đặt xen kẽ là cây sương khỉ, để cây xạ đen trong lúc mình chờ phát á, thì cái cây sương khỉ nó sẽ lớn lên đồng loạt và mình có thể khai thác được sương khỉ trước. Và cũng nhờ vậy nên cỏ nó lấp được, mình bớt phải làm cỏ. Có xạ đen, có xương khỉ trồng xen canh thì mình sẽ bớt làm cỏ. Và tụi con sẽ một thời gian nữa tụi con sẽ có thuốc, tụi con phục vụ cho các bệnh nhân sau này tới với phòng khám. Còn hiện tại thì tụi con vẫn phải mua nguồn nguyên liệu để về nhà sử dụng để mà xay và đóng gói túi lọc. Hiện tại thì tụi con vẫn tốn chi phí để mà mình mua nguyên liệu từ bên ngoài. Nó có hai nguồn, một nguồn từ
chùa Tịnh Độ thì cũng có ủng hộ cho các thầy thuốc tụi con, cũng làm nhẹ bớt cái phần chi phí. Và cái thứ hai nữa là nếu cái loại nào, cái thuốc nào mình thiếu á, thì mình sẽ mua cái nguồn nguyên liệu, nhập nguồn nguyên liệu về để đóng gói và sản xuất túi lọc. Thì phòng khám hiện tại cũng đã có sản xuất được trà thảo mộc, thì cũng phục vụ cho cái công tác đóng gói. Ngày trước thì một tháng chúng con phải tốn khoảng 90 triệu cho số lượng thuốc dành cho khoảng 150 người. Còn hiện tại là bệnh nhân lên tới 190 người thì cái số lượng nó đông hơn. Nhưng mà một tháng vừa rồi tụi con trả là 45 triệu cho cái tiền thuốc. Thì cũng hy vọng là quý cộng đồng mạng nghe được, cũng như là chung tay góp sức phụ giúp tụi con để tụi con có thể phục vụ cho bệnh nhân. Thì cái tháng kế tiếp tụi con chưa có xin được. Con hy vọng là mọi người sẽ cố gắng tiếp sức và đồng hành cùng với phòng khám và giúp cho tụi con có cái nguồn kinh phí để mà mua cái nguồn nguyên liệu trồng thuốc. Bởi vì cái thuốc tụi con đang trồng dưới vườn thì khoảng 1,5 năm mới có thể thu hoạch được. Khi mà cha còn sống á, thì cái công việc này á, là công việc chính của cha. Có nghĩa là mỗi một ngày tụi con ở bên cạnh cha, là buổi sáng tụi con phải ra vườn thuốc và tưới. Tưới 4 giờ sáng là đã ra tưới rồi đó. Lúc mà trời khô hạn á, là tưới 4 giờ. Bắt đầu tưới tới 6 giờ là bắt đầu vô ăn sáng. Ăn sáng xong nửa tiếng là có những thành viên thì chăm sóc đàn trâu, đàn bò thì đi hốt phân. Còn một số thành viên còn lại sẽ tưới cho cái cây nó tốt. Xong rồi tới 6 giờ ăn sáng chung, tới 6:30. Rồi mọi người tùy theo cái công việc mà cha phân công để mà làm. Thì tất cả cái công việc của tụi con và cha chủ yếu là trên vườn thuốc. Tất cả những công việc này là công việc chính. Bởi vì mình phải xây dựng được một cái vườn thuốc vững chắc thì mới phục vụ được cho bệnh nhân. Mà nếu như mình không có vườn thuốc thì mình phải kiếm cái nguồn thuốc từ bên ngoài thì nó rất là vất vả. Mà hiện tại phòng khám của tụi con đã xây dựng xong rồi, thì cái nguồn thuốc là cái quan trọng đối với phòng khám. Cho nên tụi con vừa khám bệnh vừa chăm sóc bệnh nhân, nhưng mà tụi con cũng phải dành thời gian để xuống vườn thuốc mà trồng thuốc này đó. Cho nên là tụi con phải cố gắng, mình phải có được cái nguồn thuốc làm điểm tựa, thì cái việc yêu thương và cho không nó mới lâu dài và mới bền vững được. Bởi vì cái việc mà mình phải đi xin để mà mình giúp cho bệnh nhân thì nó rất là khó khăn. Bởi vì mọi người ai cũng làm việc rất là vất vả, mà mình bản thân mình có khả năng, mình có sức lao động, mình phải tận dụng cái sức lao động của mình. Và cũng như là cha đã dạy dỗ cho tụi con như thế nào, tụi con đem những cái điều đó, những cái điều mà tụi con học được và những điều mà tụi con đã từng làm chung với cha ngày trước, tụi con thực hiện lại thì tụi con mới vững vàng trên con đường yêu thương và cho không. Cũng mong là tất cả mọi người cùng đồng hành cùng với tụi con để cái con đường yêu thương và cho không, cũng như là giúp đỡ cho bệnh nhân có được một cái cơ hội để điều trị tốt nhất. Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, bóng hình người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi, con thương nhớ đong đậy,
đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi cha dặn do bao người với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đẩy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương. Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thù oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi, chúng con phục dưng rồi, tâm tình mà cha thăm huyết trước đây, được các thầy mạnh thường quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, bóng hình người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi, con thương nhớ đong đầy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi, cha dặn do bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đẩy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương. Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thù oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi, chúng con phục chứng rồi, công tình mà cha tâm huyết trước đây, được các thầy mạnh thường quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Phòng khám cho không chữa bệnh yêu thương. Phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy, chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay
được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống với lòng. Truyền thông phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo, xe khách đến cầu Cổ Chiên thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó, xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh, trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m. Quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thấy phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.